Các bạn ơi, bây giờ là trời đang mưa. Như vậy là nàng tiên cá Helena ngồi đây được 20 phút rồi mà vẫn chưa mặc xong cái đuôi cá. Không biết nó đang làm gì với cái đuôi tiên cá nữa. Đó giờ nàng tiên cá Helena chưa có mặc đuôi cá bao giờ, toàn là nhờ mẹ mặc giùm không à. Nên hôm nay là như vậy đó. Hậu quả của tiên cá không chịu nỗ lực bản thân mà cứ nhờ sự trợ giúp là vậy đó. Còn thua mấy bạn người ếch nữa, coi người ếch kìa. Kệ người ta luôn đi chứ. Vậy em cố gắng lên nè. Gần được rồi. Oh man.